Vâng, lời đầu tiên thì cho phương thức audio vẫn có một câu là kính chào quý vị các bạn. Và trong video của ngày hôm nay thì em xin phép được quay cặp loa BMB 450C với yêu cầu cho anh Thi ở dưới Xuân Trường. Đấy, với yêu cầu của anh là cặp loa này là gân zin. Gân zin luôn nhá. Và dòng gân zin này thì bên nhà em luôn luôn khuyến mại cho anh em, tặng thêm cho anh em một cặp gân. Đấy, vất vào bên trong thùng. Một cặp gân vất vào bên trong thùng. Và độ đẹp của nó thì đây, mời anh em chúng ta cùng xem. Gân zin này. Gân còn rất đẹp luôn nhá. Chắc là đánh cũng được rất tốt đấy. Đấy. Cũng được một khoảng thời gian nữa rất tốt luôn. Đây, cái củ nam châm này chưa lau này. Bởi vì để lâu ấy, hàng bãi để lâu thì nó tự sủn lên như này. Không phải sủn mà là nó là ố màu theo thời gian ấy. Chúng ta chỉ cần lấy tay lau qua phát như này là sạch này. Đấy. Từ nam châm 7 màu luôn. Củ côn phải nói là chất bạ trầu cực đẹp. Chân keo này mới đét luôn. Đấy, gân zin này, anh Kim Tuyến này. Và tép của em nó đây. Bên em bán hàng ra sẽ dán tem vào các cái chân ốc này cho anh em. Cụ thể là sẽ dán như thế này. Đây. Sẽ dán tem như này cho anh em nhé. Đấy. Và bát đây thì em vừa dán xong cho anh em xem này. Đấy. Anh em cứ mang ra cho thợ kiểm tra thoải mái. Không zin biếu luôn anh em luôn. Và với dòng loa BMB 450C này thì em cũng đã bán rất nhiều rồi. Đấy, rất rất nhiều nhá. Thì nói về nó thì cũng không biết phải nói thêm gì nữa, bởi vì trên trang của em thì rất nhiều anh em đã mua đến nó và đã hiểu về thông số kỹ thuật của nó rồi. Cái tép của nó như hôm qua em có nghe một điện thoại của một bác thì bảo nó giống hệt như này, nhưng mà cái chỗ này nó là 8 ohm thì cho em xin phép đính chính nhá. Nhớ cái con 8 ohm đấy thì nó sẽ là của loa BMB 850C chứ không phải là của 450C nhá. Nhớ lưu ý rằng cái điều đó. Và nam châm của nó cũng là nam châm từ kép như này. Và nó cũng hình vuông như vậy. Hình như ở đây em sẽ có một con này. Đây đây đây. Đây con này. Đây anh em nhìn này. Đấy 8 ohm này. Đấy 2W 8 ohm. Nhìn thì nó giống nhau đúng không ạ? Chúng ta có thể lắp được vào như này. Nhưng không phải nhá. Nó không đúng của nhau đâu. Đấy. Đây. Đằng sau nó cũng có tất cả các cái về hình dáng là nó giống hệt nhau luôn. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Những cái chất tiếng của nó sẽ khác nhau nhá. Khi chúng ta lắp vào thùng loa thì phân tần nó khác nhau thì nó sẽ cho ra tiếng khác nhau. Đây là một cái tép xấu của 880C, 850C. Đấy một cái tép xấu. Được cái em nó vẫn zin. Đấy. Đấy em lấy ra để quay cho anh em xem thôi. Chứ còn 450C nó phải là 450C như thế này. Và trên 450C thì như em đã nhắc như hôm qua có một video đưa lên ấy, thì cái chỉ số này của nó là 859B. Còn của kia thì của nó là 8610A. Đấy nó khác nhau nhá. Khác nhau cái chỉ số của cái từ này này. Cái côn thì nó giống nhau, màng nó giống nhau. Và ngoại hình phễu của nó tất cả mọi thứ giống nhau. Mà vẫn riêng vấn đề là chỉ số từ này. Đấy thì nó sẽ có sự khác nhau đấy. Thế nên chất tiếng của giữa 880C, 850C và 450C nó khác hẳn nhau, không thể giống nhau được đâu. Mặc dù nó cũng là xịn thôi. Đấy, nhưng mà chúng ta lắp thì nó phải chuẩn chỉ, hợp lý. Đấy, và còn độ đẹp của cặp loa này thì chúng ta cùng xem này. Đấy, đỉnh của thùng đây. Đỉnh của thùng cái còn lại đây. Đấy nhá, gân loa em sẽ bỏ bên trong như này. Đây nhá, cái gân loa em tặng cho anh em là em bỏ một trong hai cái. Không có nhiều bác, như nhiều bác tháo cái bên kia ra thì lại không thấy gân loa. Thì đây, em để dồn vào một vế này. Và hàng bên em bán ra thì luôn luôn có một cái tem của phẩm thức audio như thế này. Xác nhận ngày bán nhé. Thế nên là anh em chơi chán cặp loa này có thể liên hệ đến bên em, sẽ hỗ trợ anh em thu mua ra. Đấy, để cho anh em nâng cấp hoặc như nào đó thì dựa vào cái tem này, cái tem vừa rồi ấy, để em
thu hồi lại sản phẩm cho anh em không phải lo. Nhưng mà thường thường thì những cặp loa này sẽ không bao giờ phải thu hồi. Tiếng của nó thì quá hay rồi. Những sản phẩm này được bên Phạm Thức Audio lựa chọn là những sản phẩm có chất âm và độ zin và độ đẹp của nó thì phải nói là xuất sắc như thế này. Thì chắc chắn là anh em chơi chán anh em sẽ để lại cho người nhà chứ không bao giờ bán lại cho bên em. Đấy. Và với mức giá là 4 triệu rưỡi một cặp loa như thế này thì bên em vẫn còn hàng. Anh em nào chung kết thì có thể... Đấy, còn con ốc này chưa bắt này, thiếu con ốc này. Để ý vào. Thiếu một con ốc thì anh em kiện cáo lại mệt lắm. Mà mình lại phải vận chuyển cho anh em một con ốc. Ốc mình có. Đấy. Đóng căng vào dựng lên đi. Đây, số seri của nó đây. 1735. Dựng con kia nào. Góc cạnh thùng này. Để bên đấy thôi. Một bảy ba năm nhá. Đấy. Cùng lô hãng Măng Gâu, tem đỏ này, góc cạnh thùng đẹp chưa đó. Ok, và cho phép em xin phép được tạm dừng video của ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio, chân thành cảm ơn anh em một lần nữa.